là cái cô đó cô nói là Nga Trang nằm bao thấy cái bữa 30 tháng 4. Nhân thấy bữa đó là dịch bệnh tràn lan chứ. 30 tháng 4 của năm này đó hả? Năm này luôn. Cô chơi Đó đúng rồi, 30 tháng 4 tức là nhằm tháng 3 âm lịch thì đầu rồng đó, thì năm đầu rồng tức là năm đầu con rồng, là cũng như tỷ cơ đã nói không biết ăn Tết có nổi năm này, nhưng mà ơn trên thương cha mẹ, thương chúng sanh, cho chúng sanh ăn qua cái Tết này, rồi bắt đầu là cái Tết này bắt đầu mới buông dịch. Theo chị hiểu là tỷ cơ nó nói rất là đúng, thì cái đầu rồng nó đã báo đầu năm rồng là dịch bệnh, chắc đúng là 30 tháng 4 là dịch bùng là đúng, là chính xác, là cổ nói đúng rồi đó, thì cũng là đầu năm rồng đúng không à em? dạ Ừ, yeah. chị thấy là chính xác, bởi vậy màn này bởi vậy phải tu thôi, không không có niệm Phật, chỉ có nói pháp môn niệm Phật thôi, chứ không có ngồi mà đọc kinh AI gì hết trơn á, ý đọc cái thần chú Nam Mô Tây Phương á, là hai cái đó để mà mình tạo cái công đức mình đối với bề trên, cái củ quyền của mình từ cái công đức Tây Phương đó, chứ mà ăn 1 tháng 10 ngày cũng không được, mà ăn 1 tháng 10 ngày rồi nè, 3 tháng gì tháng giêng tháng 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 7 với tháng 10 cũng không được, chỉ có trường gia thì mình mới tiếp điển được, thì mới chịu khỏi được cái âm khí của cái khí độc kỳ này nè, do Trung Quốc nó bắn ra nè, rồi do những cái vũ khí hạt nhân nó đánh nhau ổn rày bên Ukraine với Putin đó. Đó, thằng Ukraine đó, nó con em nó bắn, bây giờ ra là ảnh hưởng cả một bầu trời này, là bây giờ là nước mưa rồi tất cả những cái khí trời bây giờ rất là độc, bởi vì hạn chế ra đường. Em làm gì làm em bớt ra đường, mà nếu ra đường em phải đội nón bịt mặt bịt đồ hết, mặc áo bảo hộ đồ nhiều vô thì càng tốt, thì về em cởi cái lớp áo là em giặt liền, rồi em thay một đồ khác thì nó không nhiễm độc trong gia đình, trong không khí của em. Bây giờ chưa có thằng trước giờ chưa thấy thuốc nào mà vậy luôn á, thuốc mà uống chỉ có 7 ngày thôi mà hết một thằng chứng tọa này, cuộc sống này hết nhiều căn bệnh luôn á gì, là nhưng mà đặc biệt là tiểu đường không có liên quan tới đâu, cái gì không có liên quan tới tiểu đường nha, mình bị tiểu đường uống bình thường luôn nha, bị tim mạch uống bình thường luôn, nhức đầu gì uống cũng được luôn á gì, chỉ có 350 ngàn thêm một combo đồ là chỉ có 400 thôi đó không gì, nếu mà có cần thì cứ gọi điện con cháu thằng ha. Còn một lần nữa là có thêm là đây có bà Hà Núi luôn, bà Hà Núi đây đó, đó thành đó là khi cho bà con lại có thành lấy tiền ở trong ổ thịt sóc ra cho bà con, rồi lại kêu các cái chú gọi là chú ơi cái sóc gì đó đó, người ta lên cái chân núi để lấy cho mình luôn, có thành không có tin mấy cái người bán là đường, mấy người có khi bán cái bà Hà Núi nó uống chung núi lắm cái gì thành đem kêu người ta lên trên kêu mua chỗ thành gì đó là cắt chỗ thành ở trên chở xuống luôn, nên là chi cho bà con gì đó cái gì. Bà con nào mà có cần á thì cứ gọi điện đây ha, cứ gọi Quốc Thành để cho Quốc Thành ha, cứ gọi điện đây. Nhưng mà bảo đảm Quốc Thành sẽ gọi là những người mà chưa mua Quốc Thành đó, thì Quốc Thành sẽ bảo hành của gì trong vòng 7 ngày. Nếu 7 ngày của gì sử dụng sản phẩm mà không có được như hiệu quả Quốc Thành nói thì cứ gọi điện đây. Dạ Quốc Thành sẽ cho tiền và tiền là đầy đủ của gì. Nhưng mà chưa chưa ai mà điện thoại nói gì chưa, bây giờ chưa ai mà nói mà trả tiền cho bà con hết trơn á. Đó là vậy đó quý vị. Cũng gần bữa hôm nay thì cũng gần Tết đến xuân về rồi, Tiểu Thành cũng xin chúc bà con cô bác an tâm thường an lạc, đạo quả sớm hiện thành. Hắn nói là mẹ cha là kẻ chồng ăn, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dòm linh lâm quải mới là, có chi cũng nói vậy mà dân ơi. Không phải là chúng ta đợi tới mà khi mà cha mẹ chúng ta khi chết rồi mình mới báo hiếu đâu quý vị, mình mới cúng kiến đâu. Bây giờ mình chỉ cần mua thuốc về uống cho cha mẹ mình ăn ngon, dùng những củ bạc hà này uống cho cha mẹ mình cho khỏe phắn lên thì mình đã báo hiếu rồi đó quý vị. Thì bạc hà này đây đó, có hành sẽ chia cho bà con. Ai cần thì sẽ gọi. Nào quý vị thấy đi, ở đây đó thì bạc hà ở đây đó thì rất là củ nào cũng lấy rất là bự luôn, quý vị coi nè. Chà bá luôn. Củ này là nhỏ đó quý vị, củ này nhỏ nhất đó quý vị. Đó, nhỏ là như vậy đó. Còn củ bự là rất là nhiều ở đây luôn nè quý vị xem ha. Củ rất là bự đây. Có củ chà bá luôn đó quý vị thấy không? Đó, khi không được luôn á. Đó. Đó, bự lắm quý vị. Còn củ này cái 10 ký á. Đó. Còn nếu mà quý vị á ai có mua đó thì ai mà có nhận đó thì Quốc Thành sẽ chia lại. Và chị thì chị theo đời thì chị không theo gì, chị tin về đạo, ví dụ có chiến tranh gì có dịch bệnh gì thì mình cứ niệm Phật và mình tu, mình làm thiện là được rồi đó. Nhưng giờ màn này đó như cái cô tiểu cô nói là trốn trong cái phước đức thôi chứ không có trốn trong cái gì hết, không có nơi nào trốn hết trơn, chỉ có phước đức thôi, chỉ có ngày suốt ngày niệm Phật rồi trường chai rồi làm thiện rồi sám hối, bốn cái đó là em làm là em thấy giải những cái này, chính bản thân chị giải những cái bệnh tật của chị là dường như là không còn nữa, giải hết,
nhờ cái sám hối hàng ngày á, chị lại sám hối rất nhiều. Hồi xưa chị lại cả trăm mấy mà bây giờ chị lại cũng ít hơn, vì giờ sức khỏe cũng hơi yếu thì chị lại rồi chị, mà chị thấy người nó như cái huệ, nó cũng nó phát ra nhiều lắm, và được nhận được cái điển của ánh sáng hào quang của A Di Đà. Vì thường tối chị hay công phu 9 giờ 7 giờ niệm Phật riêng ha, đến 9 giờ 10 giờ chị công phu. Bữa nào chị nhưng mấy ngày Tết chị mệt thì đến khi 3 giờ sáng thì dậy chị công phu, rồi 7 giờ sáng công phu, rồi 2 giờ trưa công phu, rồi 4 giờ chiều công phu. Chị cứ công phu, cứ rảnh là ngồi niệm Phật thôi. Cái pháp môn chị thấy dễ hơn thiền, thì nhiều khi cái tâm của mình nó suy nghĩ nó dễ qua tẩu nhập ma. Hồi xưa chị cũng thiền nhưng mà chị thấy cái pháp môn nó nguy hiểm hơn cái niệm Phật. Thì thôi thì mình cái tội màng này thì tội dạng nghiệp mỏng, mình niệm Phật đó, mình nương vào thần lực Phật thì nó dễ hơn đó. Mà nương mà thành tâm á, em mà nhất tâm niệm Phật á thì em thấy được hay lắm, cái mầu nhiệm hay lắm. Và chính chị cũng thấy được Đức Quỳnh giáo chủ á, thành ra chị mới tin ngài, chứ chị không phải đạo của ngài, chị là đạo Phật, đạo thiền của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà thì ngài với Thích Ca cũng là một thôi, vì đạo là phương tiện thôi, nên ta chị không có phân chia. Đạo Chúa cũng vậy, bằng ngày Chúa cũng xuống thế nhiều lắm. Chúa xuống bên Mỹ đó, cũng cho các tín đồ của ngài biết là Chúa Phật vị này xuống rất nhiều, chỉ còn Di Lặc là chưa xuống. Vì ngài khi ngài xuống á thì 7 ngày 7 đêm tối trời, như Đức Quỳnh giáo chủ nói, khi một đức Phật xuống thì 7 ngày 7 đêm tối trời, coi như lúc đó là người ta chết hết. Người nào chỉ có tu mới sống nổi lúc đó thôi, người nào có tu mới tịnh tâm niệm Phật thì mới được mà ổn định được. Cái tiếng sấm, ba cái tiếng nó nổ lớn lắm, nổ để mà tung cái núi mà ở trên núi Cấm đó, Đầm Lâu Vàng Niệm Ngọc mới nổi lên, như như ngài như ông kỹ sư gì Lưu Văn Lan đó. Ngày đó ngài nói cũng đúng lắm, bởi khi ngài lên ngài ngài tu luôn á, ngài là một kỹ sư mà ngài tu luôn á. Ngài bây giờ ngài cũng được về cái, ngài cũng đang giờ ở trên núi Cấm để làm Phật sự thôi. Những cái vị mà người ta có trong tu thật chết, người ta cũng đang làm Phật sự cho cái thế gian này, ta độ chúng, độ dữ lắm, màn này độ dữ lắm. Những người mà có cái căn tu tiền kiếp rồi đó thì người ta mới tin. Còn những người á, người ta không có căn tu á, nhất là những người khoa học á, tiến bộ, người ta không có tin. Bởi vì ơn trên mới cho một cái cơ mà chị nghe được á. Chị còn nhớ cái câu ơn trên nói đó là diệt cho hết kẻ yêu khoa học, cho rằng là chẳng có thông tin đó. Hiện nay mang này cũng diệt những người mà cho rằng người ta là văn minh tiến bộ, người ta không tin vào những cái Phật pháp. Vì đạo Phật là học Phật là gia của ngành ấy luôn, mà khoa học, mà khoa học sao bằng Phật được đó. Thành ra là mà khoa học cứ tưởng là người ta tiến bộ, người ta phóng phi tiền trên đó, người ta cho rằng người ta là giỏi, người ta không có tin. Bởi màn này tiêu diệt những kẻ nào mà coi thường khoa học, coi thường là Phật pháp. Bởi cái câu cơ xuống thì rồi nói là diệt cho hết kẻ yêu khoa học, cho rằng là chẳng có Phật tiên đó. Mấy người yêu khoa học người ta không tin vào Phật tiên đó. Vì này là cũng cho sáng con mắt, bởi Đức Quỳnh giáo chủ kỳ này mới thâu âm dương đó, là ngũ hành cho tối ngày đó. Nhiều khoa học có bấm gì cũng đâu có được, đâu làm sao qua được cái màu nhiệm của Đức Phật đó. Kỳ này là cho biết rồi, bởi lúc đó thì Đức Di Lặc xuống mới là khai hội Long Hoa, thì mới là sàng sải những cái người mà còn lại mà có tu mới sống thượng quan thánh đức. Nhưng mà riêng chị thì chị về Cực Lạc, chị không có vô còn thượng quan thánh đức, tại vì chị có nguyện về Cực Lạc. Tại vì thượng quan thánh đức thì mình hưởng cái phước ngàn năm hay ngàn năm rồi, nhiều khi trong cái hưởng phước đó, mình cũng bị đọa. Mình sơ hở mình không tu được là mình sướng quá, là mình mê, là mình theo trần, là mình bỏ đạo. Thành ra chị nói thôi, chị chỉ xin về Cực Lạc. Vì khi mà con về Cực Lạc, em về Cực Lạc, em sẽ ra một vị Bồ Tát bất thối chuyện. Nhưng cái câu đại nguyện thứ 11 của Đức Phật Di Đà ngài nói, những chúng sanh nào mà được về đất Cực Lạc thì sẽ bất thối chuyển, không có trở lại, trở lại là làm tái sanh. Từ khi mình tự nguyện, như Đức Quỳnh giáo chủ là tự nguyện nè. Như cái cô bé gì Tường Lam đó, cô đó hồi xưa cổ ở trên cõi Cực Lạc đó, cổ tái sanh theo cô biết đó,
cổ tái sanh về về đây để độ hồn cho cái màn mà đầu năm này thiếu nhi chết nhiều. Cổ có nhiệm vụ là độ hồn đó, chứ không, cổ không có sứ mệnh của cổ cao lắm đâu, vì cổ còn nhỏ. Thành ra người ta ấy, chứ một đứa người con nít 5 tuổi, 6 tuổi làm sao mà nói Phật Pháp, mà đọc được cái thần chú, mà chị đây chị đọc chú Đại Bi về cái tiếng Phạn được, cái tiếng Bali chị đâu có đọc được. Cái tiếng Bali, cổ đọc chú Đại Bi bằng tiếng Bali nha. Mà cổ hồi xưa hình như cổ cũng là đạo đạo Hòa Hảo ra đó. Thì khi mà cổ nói cổ đọc chú Vãng Sanh đó, theo chú Vãng Sanh của A Di Đà đó, thì Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ. Nhưng mà cái tiếng đó tiếng Phạn, Đức Quỳnh Giáo Chủ mới dịch từ cái đó ra là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ứng Nhất Thập Nhất Vạn Của Thiên Hộ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Cái đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ dịch từ cái tiếng Phạn Nam Mô A Di Đà Bà Dạ của Thích Ca Mâu Ni ra tiếng Việt cho cái ở dưới cho bổn đạo Hòa Háo để hiểu, để mới hiểu được thì mới đọc được, từ vì hiểu thì mới tin, tin rồi mới đọc đó. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài rất là giảng rất là rõ ràng và minh bạch về cái bài chú đó. Ngài giảng hay lắm á, Tam Thập Lục Vạn Ứng tức là 36 vạn của Đức Phật, và Nhất Thập Nhất Vạn là 11 vạn Phật, là Cửu Thiên là 9, Cửu Thiên Ngũ Bá là 9.500 vị Phật tổ của 10 phương gia hộ. Thì cái thần lực chú đó rất là mạnh, có thể mới quá giải được mấy ngàn mà vong ở dưới địa ngục được giải thoát. Bởi cô bé Tường Lam cũng mới nói đọc cái chú này là cứu được mấy ngàn ở dưới địa ngục được giải thoát, trong của quyền được giải thoát đó. Cô nói khi mà người ta phỏng vấn một đứa bé làm sao mà dám biết được mà đọc chú đó mà giải thoát, sao cô đọc cái chú đó cũng nói chú giảng sanh. Nhiều người không hiểu thì ta nói cái chú giảng sanh là chú Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Thì những người bạn của người chị đó nói ủa chú giảng sanh chú gì mà sao cái cô cũng nói vậy lạ vậy, cô nói Nam Mô Tây Phương, mà cổ không hiểu là cái chú giảng sanh đó là do Đức Quỳnh Giáo Chủ dịch ra từ cái chú của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài dịch ra rõ nghĩa cho giáo hội Phật giáo Hòa Hảo để hiểu, để mà mới đọc được, mới hiểu, mới có gì, mới dạ có một cái chim bao để sắp sửa gỡ lên trên mạng nè, là cái cô đó cô nói là nó chăng nằm bao thấy cái bữa 30 tháng 4. Nhân thấy bữa đó là dịch bệnh tràn lan chứ. 30 tháng 4 của năm này đó hả? Năm này luôn. Cô chờ. Đó đúng rồi, 30 tháng 4 tức là nhằm tháng 3 âm lịch thì đầu rồng đó, thì năm đầu rồng tức là năm đầu con rồng là cũng như tỷ cơ đã nói không biết ăn Tết có nổi năm này, nhưng mà ơn trên thương cha mẹ thương chúng sanh cho chúng sanh ăn qua cái Tết này. Rồi bắt đầu là cái Tết này bắt đầu mới bùng dịch. Theo chị hiểu là tỷ cơ nó nói rất là đúng, vì cái đầu rồng nó đã báo đầu năm rồng là dịch bệnh chắc đúng rồi, 30 tháng 4 là dịch bùng là đúng, mà chính xác là cổ là cổ nói đúng rồi đó, thì cũng là đầu năm rồng đúng không em? Dạ. Chị thấy là chính xác, bởi vậy màn này bởi vậy phải tu thôi, không có niệm Phật, chỉ có nói pháp môn niệm Phật thôi, chứ không có ngồi mà đọc kinh ai vậy hết trơn á, chỉ đọc cái thần chú Nam Mô Tây Phương á, là hai cái đó để mà mình tạo cái công đức mình đối với bề trên cái củ quyền của mình, thì cái công đức Tây Phương đó cực lạc cái đó mình độ cái củ quyền mình nhiều đời nhiều kiếp bị giam cầm địa ngục cũng được giải thoát đó. Trước khi em niệm Phật thì em đọc cái chú đó 10 lần, rồi chú Đại Bi, rồi xong em mới ngồi em niệm Phật đó, là rất là tốt. Một ngày em rảnh giờ nào em làm giờ đó, nhưng mà công việc của em á là vì em còn nghiệp trần thành ra em phải bận làm như vậy. Như đối với chị thì chị rảnh thì chị công phu rất nhiều thời, 5-6 thời, 3-4 thời, còn như em chắc cũng được 2 thời thôi, nhưng mà cũng tốt thôi, miễn là em phải ăn chay trường nha. Vì ông trên nói đó, thì cái điển thiên khi em ăn chay thì em lại được khí dương, mà khí dương đó thì mới hợp với mới nhất Đức Phật A Di Đà, thì ngài chích điển em được mau hơn. Còn em ăn những thịt cá là khí âm, vô cái là khí âm thì âm với dương nó phải bị xẹt ra, nó chỉ còn lại ít thôi. Bởi vì màn này đó,
Tỷ Cơ cũng bắt là phải ăn chay trường cấp lúc lắm rồi, mà Đức Ngọc Đế cũng giáng cơ nói trong Đào Cao Đài đó, là Tỷ Cơ biết là Tỷ Cơ bên Đào Cao Đài đó, là chị cũng tham gia vào cái của ngài bên Đào Cao Đài nữa, chị cũng hiểu qua Đức Hoàng, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Thiên Tôn Phật Mẫu Diệu Trì có giáng cơ nói đó, màn này là phải ăn chay trường. Đức Ngọc Đế nói các con ơi, màn này đã khổ lắm, các con phải ăn chay đó thì mới khỏi qua được cái nạn đại nạn này, nếu mà không ăn chay không qua khỏi nạn nạn. Mà Đức Ngọc Đế nói trong cái bài đó chị cũng nghe qua, là ngài cũng khuyên chúng sanh là màn này khổ lắm, các con phải ăn chay trường chay, chứ mà ăn một tháng 10 ngày cũng không được, mà ăn một tháng 10 ngày rồi 3 tháng gì tháng giêng tháng 7 với tháng 10 cũng không được, chỉ có trường chay thì mình mới tiếp điển được, thì mới chịu khỏi được cái âm khí của cái độc kỳ này nè, do Trung Quốc nó bắn ra nè, rồi do những cái vũ khí hạt nhân nó đánh nhau hỗn rài bên Ukraine với Putin đó, đó thằng Ukraine đó nó còn thấy nó bắn bây giờ ra là ảnh hưởng cả một bầu trời này, là bây giờ là nước mưa rồi tất cả những cái khí trời bây giờ rất là độc, bởi vì hạn chế ra đường, em làm gì làm em bớt ra đường, mà nếu ra đường em phải đổi nón, bịt mặt, bịt đồ hết, mặc áo bảo hộ đồ nhiều vô thì càng tốt, thì về em cởi cái lớp áo em giặt liền rồi em thay một đồ khác thì nó không nhiễm độc trong gia đình, trong không khí của em. Chứ tốt nhất màn này ơn trên biểu là ở trong nhà niệm Phật thôi, và ăn chay trường, rồi làm từ thiện, cái gì mình chỉ bố thí cho những người mà cảm thấy nghèo khổ mà đến trước mắt mình, thì mình cái khả năng mình cho như mình cho của ít làm nhiều, và mình khuyên người ta khi em cho gạo em cũng phải khuyên người ta niệm Phật đó, em nó phải niệm Phật thì tôi mới chịu, chứ tôi cho là, nhưng mà tôi yêu cầu nếu mà muốn đáp là cái lòng tốt của tôi thì tôi yêu cầu niệm Phật giùm cho tôi, đi đứng nằm ngồi niệm, không cần bàn thờ cũng được, nếu người ta ở nhà trọ người ta làm có bàn thờ, chỉ có quay mặt về hướng mặt trời lặn là được rồi, coi cái hướng nhà là ở mặt trời lặn là quay về ngồi niệm Phật cũng Phật chứng rồi. Màn này là tu tắc là tu dễ lắm, Đức Phật Di Đà nói tu rất dễ này, cho cái pháp môn này rất dễ để độ hết tất cả chúng sanh vượt qua khỏi cái màn này đó, đó. Chứ ngài thấy quá khổ rồi đó, ngài mới cho cái pháp môn tịnh độ này đó, là chỉ thấy cái pháp môn này nó thù thắng và nó cũng dễ. Ai mù ai gì cũng có thể nam mô niệm nam mô a di đà Phật cũng được, không cần phải đọc kinh mà người ta không biết chữ, người ta mù lấy đâu người ta thấy đường ta đọc. Thành ra Đức Phật a di đà có nhân duyên lớn với chúng sanh, thành ra mới cho cái pháp môn cái đời mặt pháp này đó. Thành ra Đức Thích Ca đã giới thiệu Đức Di là về a di đà, về cái pháp môn này cho chúng sanh mặt pháp này rất là hay đó. Thành ra em khuyên ở dưới em như là đi nhiều á, thành ra em khuyên thì em cũng có công đức lắm. Trời ơi, cái bố thí pháp là lớn nhất đó, trong các cái bố thí. Em bố thí pháp, em đi truyền bá những cái đó là em có phước. Đó, chị thì được cái duyên, không có duyên được đi nhiều nơi. Thì thôi chị chỉ mong chị về Cực Lạc hạ phẩm thượng sanh cũng được, miễn về Cực Lạc là được rồi, về đó làm tu cần nào cũng được, để khi nào mình thành Phật thôi. Như là cô Tường Lam nó cũng khôn lắm đó. Vì cái màn này là cái màn này được dứt niệm rất nhiều. Nếu mà ở trên cổ Cực Lạc tu rất lâu, cổ mới sinh xuống dưới đây để cổ làm cái Phật sự này, là cổ được thành Phật. Cái pháp môn này chỉ mới tu được 6 năm nay thôi. Thì chị thấy là ông trên cho chị cái điểm, cái huệ nó phát đó. Khi chị nhìn, chị tiếp xúc những cái vị đó mà nói về pháp, chị biết được vị đó cao tăng, vị đó chân tu hay là tu giả liền. Tiếp xúc chị biết liền. Thì những người mà tu thiệt á, như cái cô Tỷ Cơ này là cổ cũng là người là chân tu đó, cổ làm cổ không vì tiền. Thứ nhất là cổ, nhưng mà cổ còn hơi cái tánh hơi còn sân, thì cổ cũng chưa có phải đắc đạo, cổ chưa toàn thiện toàn năng mà, thì người ta là cũng phải còn những cái tế, những cái vi tế trong cái nóng, nhưng mà trong cái nóng đó cổ nghĩ lại thì cổ kìm được. Thì cổ nhiều khi ai nói cổ cũng có giận, nhưng mà khi cô giận thì cổ cũng bỏ, chứ cổ không để vô tâm đó, là theo chị nhìn. Nhưng mà cổ được một cái điển, cổ cũng được một cái điển của ân trên cho cổ, cổ biết trước một cái cơ, thành ra để mình biết mình tránh, mình chia sẻ cho người khác thì đó cũng tốt thôi. Cổ nói là chính xác đó, cổ không có nói sai đâu, cổ nói rất là đúng. Cổ nói chung là trong các cơ, những người mà nói cơ trên mạng á, chị thấy có cơ Tỷ này là nói chính xác nhất, em đồng ý không? Dạ.
Nếu em nói cái cô mà làm chim bao mới rồi nó 30 tháng 4 là cô đó cô cũng chim bao nhất mà cũng đúng đó. Vì cơ tỷ là có nói là cái đầu rồng đầu nằm thì 30 tháng 4 thuộc về đầu rồi, thì 30 tháng 4 là thuộc tháng 3 của âm lịch, đúng không? Dạ. Đúng rồi, 30 tháng 4 là thuộc về tháng 3, tháng 2 âm lịch đó, là cũng là đầu năm rồi. Đó không? Trong cái nguồn đầu, về nguồn đầu nó có 4 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là nó có 3 quý nè, đúng không? Thì quý đầu là từ tháng 1 đến tháng 4 là thuộc quý đầu, đó là thuộc về đầu rồng rồi. Đó thành ra là cái cô mà cô nói 30 tháng 4 dịch bệnh là chắc chắn có đó, chắc chắn năm nay xảy ra, vì năm nay là năm khởi đầu cho cái sự sàng lọc, bắt đầu 3 năm 6 tháng cơ hàn thử. Đó là cái câu cơ của ông trên nói đó, theo chị biết đó là đúng là 3 năm thì rơi vào năm này nè, năm thìn nè, năm tỵ nè và năm ngọ, và 6 tháng của năm mùi sàng sải trong 3 năm 6 tháng đó, bắt đầu đến năm thân, năm dậu là Phật dậu ra đời thế giới mình ăn, bắt đầu đến năm dậu là 3 tiếng sấm nổ là Đức Phật Di Lặc sẽ xuống thế khai hội Long Quang. Nếu em có tu em được dự hội Long Quang và sẽ được sống thọ lợi thời thượng nguyên thánh đức. Tức là 3 tiếng sấm nổ đó theo chị được biết đó, thì tất cả loài người trên thế gian này không ai sống nổi, vì nổ chắc chúa mà em biết đến nổi mà giật mình bất tỉnh luôn. Chỉ những người tu á, thì những người nhập định nó tu thiền á thì họ còn sống lại, còn hoặc những người có căn tu như em đó, có làm phước, có biết niệm Phật á, thì em bất tỉnh, nhưng mà em được tưới cái nước cam lồ của ngài Quan Âm Bồ Tát là cho em được tái sanh lại, coi như em cái xác đó thì em sẽ bỏ, em sẽ được tái sanh lại, làm sanh ra trong cái thời thượng nguyên thánh đức, em được sống được cái thời đó là sống hàng ngàn tuổi và được hưởng, và mỗi tháng được nghe Đức Di Lặc xuống thế cũng như hồi Đức Thích Ca Mâu Ni xuống Ấn Độ vậy đó, giảng pháp mỗi tháng. À, rồi tu rồi trong sống sướng lắm, sống trong màn đó coi như không có cực khổ, và màn đó hình như dùng lại cái phép thần thông giống như là mẹ Âu Cơ với Lạc Long Quân thời đó, là dùng chưởng đó, dùng phép chưởng đó với thần thông rồi đi bằng phép bay thôi chứ không có dùng xe cộ, theo chị được biết thời thượng nguyên là như vậy đó, đó. Rồi thì ráng tu, thì em nếu em có cái nguyện về đất, về thời thượng quan thánh đức vậy thì chị xin về Cực Lạc, chị không có thích về thượng quan thánh đức, vì chị sợ về thượng quan thánh đức là hữu phước, rồi nhiều khi vui quá sướng quá rồi mê rồi bỏ đạo rồi bị đọa nữa, thành ra còn về Cực Lạc thì bất thối chuyện, ở trên đó là không có, tự nhiên mà tự nguyện giống như cô từng làm đó, là cổ tự nguyện xuống để cô làm Phật sự trong màn này cũng được dứt điện, vì màn này là tu rất dễ, bởi vì cổ mới xuống đây cổ làm Phật sự làm ít mà cổ được về quả vị Phật liền, thấy không? Còn bây giờ cổ nói là cổ đang có cái bông sen mà ở trên đó là Phật Ngư Lam rồi, tại sao cổ tức là trước khi cổ xuống thế? Chị thấy rõ ràng ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tất cả chợ Sài Gòn bán rất ế, và những cái chợ chung quanh với chị cũng than ế, và không có cái không khí tốt, nó không có nhộn nhịp như mọi năm, và nó có vẻ nó buồn, ai đi đâu ai cũng than không có tiền, và cái sự mua sắm Tết rất là ít, nhiều gia đình người ta còn không có tiền, có một số là những người có cái phước báo trong tiền kiếp người ta có tu, bây giờ người ta được cái phước đó thì người ta mới sắm sửa nhiều thôi đó, thành ra còn đa số, nói về đa số thôi thì là nghèo lắm, đa số là người ta buôn bán, người ta khổ, nhất là những người bán hoa chị thấy quá khổ, mà cái nghiệp họ cũng nặng, nếu mà chị không có đủ duyên ra để chị khuyên người ta niệm Phật, trong lúc nếu người ta muốn bán đắt thì người ta ngồi người ta niệm Phật đi, niệm cứ ngồi Nam Mô Di Đà Phật niệm đi, rồi ế thì ngồi niệm một hơi là có đắt liền, chị thấy linh ứng cái mạng này Phật xuống thế rất nhiều, Phật tiên người ta xuống nhiều, mình chỉ niệm, mình có cảm thấy cảm ứng mình niệm, thì mình thành tâm thôi, niệm một cách thành tâm không cần phải đến bằng Phật hay là bạn gì, chứ chỉ ngồi một chỗ niệm theo mình, đức Thích Ca Mâu Ni với Đức A Di Đà cho biết được như vậy, mạng này tu rất dễ, chỉ cần lấy cái tâm, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng nói chỉ cái tâm thôi, ngài chỉ dụng tâm chứ ngoài ra không có hình thức, ngài không cần cái bàn thờ, bởi khi Đức Quỳnh Giáo Chủ xuống đây ngài không có cần phải thờ phượng gì, ngài chỉ cần hai cái tấm trần điều đó là thôi là đủ rồi, là tượng trưng cho một cái tâm của mình được đủ rồi.
mà chị cho em biết nha, chị được bên thiền, chị được một cái ơn trên, thì tiền kiếp chị cũng tu nhiều, thành ra được ơn trên cho chị biết rất nhiều người, ngay cả những cái vị thầy trong chùa mà rất nhiều người nói tôi tu tâm, nhưng mà chị hỏi tâm nằm ở đâu họ đều không biết trả lời sao. Bây giờ chị hỏi em nè, em tâm nằm ở đâu em trả lời đúng, chị thưởng em liền, em muốn cái gì chị cũng thưởng em, trả tâm lời đúng, nằm thưởng. Ở đâu hả? Ừ, vị trí nằm ở đâu mà em nói tôi tu tâm, nhiều người nói tôi tu tâm đạo đức, tôi đạo đức, chị sẽ định nghĩa cho em hai chữ tu và đạo đức và tâm nằm ở đâu thì em hiểu được, em mới tu được, em mới là bậc chân tu. Còn em nói một cái miệng là em không hiểu được thì em không thể, nếu em không biết tâm nằm đâu làm sao em điều khiển tâm được, đúng không? Làm sao em điều khiển nó được, đúng không? Em phải biết tâm nằm vị trí đâu em mới điều khiển nó được, nó khi mà nó xuất ra, nó chạy đi đâu em mới kéo ra được về được chứ. Thì chị nhờ tu thiền chị hiểu được cái đó, chị nhờ được cái bậc chân tu người ta truyền cho chị được một cái đó. Mà chị hỏi nhiều người vì thầy tu, cũng nhiều người tu mấy chục năm cũng không hiểu tâm nằm ở đâu. Em trả lời đi, em nói đúng chị thử nè. Theo giáo lý của thầy, thầy nói là cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó, là cái do đó là em nói theo cái ấy, chị nói cái vị trí, chị muốn nói em vị trí tâm ở đâu đúng là em nói là cái em diễn giải cái tâm thôi, em cái tâm thôi. Này không thể nào mình chỉ ra được, tại vì khi mà nó bự là nó bự cả một cái bầu trời, mà khi mà nó nhỏ là nó nhỏ như cái hạt cát. Em không, nói không. Là em diễn giải cái đó là cái diễn giải của cái tâm đúng rồi, nhưng mà chị hỏi em là tâm nằm ở đâu, chị muốn em chỉ cái vị trí để em mới diễn giải được cái tâm nó nằm ở đâu. Theo như theo như lúc là em mà em mà nó tại sao nó lại bao la như vậy, em hiểu nó tại sao nó bao la như vậy, khi em đắc đạo em mới được bao la như vậy, còn em còn phàm phu nó chưa có rộng lớn như vậy, tại vì Đức Quyền Giáo Chủ ngài đắc đạo ngài mới nói như vậy. Như em là em chưa có thể cái tâm em rộng lớn như vậy được. Em ở đây chị muốn nói em chỉ cái vị trí, chị nhấn mạnh vị trí nó nằm ở đâu để em tâm, điều khiển lại tâm thì mới tu em mới đạt. Thì đó cái nó vị nằm trí ở đâu? Cái vị nó trí nằm ở mình chỗ không nào cái trong vị con người của em. Nếu mà nói mà tâm, tâm là gì? Cứ mà nếu mà nói tâm thì mình phải nói là về trái tim. Sai, tim. Đó thấy không? Nhiều người nói sai, tâm là tim là sai. Cái đó là cái vật lý của con người. Cái thân này em biết là cái gì không? Là vật sở hữu của cái ta của mình. Nó chỉ là vật sở hữu thôi. Như chiếc áo là vật sở hữu của cái thân. Thì cái thân này nó là sở hữu của cái bản ngã chân như của mình. Là cái tâm của mình đó. Là cái linh hồn của mình đó. Là cái đó. Và cái thân này, cái trái tim, cái đồ tất cả nó chỉ là sở hữu thôi. Nó không phải là mình. Nếu nó là mình tại sao nó hủy hoại, khi mình chết có trái tim cái gì nó cũng hủy hoại hết, nó chỉ còn là cái thần thức, cái linh hồn của mình thôi. Vậy cái linh hồn thần thức nó ở đâu, nó nằm ở vị trí nào trong cái thân này, em phải hiểu, em tu em phải hiểu thì em mới điều khiển được nó, thì em mới đi tìm đến cái chân lý thật sự của em mới nhận biết được cái gì đức thầy gọi là cái gì. Chị bên đây chị gọi là cái thần thức, cái chân như, còn Đức Thầy gọi là gì, cái ông gì đó. Đức Thầy dùng cái chữ gì, bên em gọi là dùng gì? Chủ nhân ông đó. Đức Thầy dùng cái tính rất cái chữ rất là mộc mạc, là chủ nhân ông. Bên chị gọi là cái thần thức, cái linh hồn của mình đó, cái chủ nhân ông đó là cái thân này nè. Nói là sở hữu của chủ nhân ông. Mà em biết cái chủ nhân ông của em nằm ở đâu thì em mới điều khiển nó được. Nó nằm ở vị trí nào trong cái vật sở hữu này, là cái thân này nè. Đó. Em chỉ thí dụ em cái áo là nó phải là sở hữu của cái thân không? Nó đâu phải là cái thân. Thì cái thân này nó là sở hữu của chủ nhân ông, chứ nó đâu cái thân này nó đâu phải là chủ nhân ông. Đúng không em? Hiểu không? Dạ. Em hiểu ý chị nói không? Dạ dạ. Có gì hai cha mình tối tâm sự tiếp ha, tại giờ này em bận lắm ha. Hai cha mình kết thúc ở đây ha chị. Rồi. Rồi chị tối chị sẽ chỉ cho em được cái nhân duyên hôm nay, tự vì thiên cơ bất khả lậu, chị sẽ cho lậu cho em thấy được tâm rồi. Thầm đầu. Rồi tối rồi, tối hai cha mình sẽ tiếp sẽ tiếp tục. Tiếp tục. Dạ. Rồi. Rồi ok. Bye.
Cái chỗ đó sao tao vẫn nhìn ra được? Thì hai đứa thì tiếp đi. Hai đứa thì tiếp rồi.